Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3 và 16.10. Chào mừng quý vị đến với chương trình điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, chương trình này được gửi đến cho quý vị mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu từ 7 giờ đến 8 giờ. Kính mong quý khán giả cùng theo dõi và chúng tôi cùng upload lên YouTube của VNA TV. Và quý vị nhớ là trở thành subscriber của chúng tôi để có thể đón xem những video clip mới nhất. Và người thực hiện chương trình ngày hôm nay cùng với Mỹ Linh là anh Nam Quang. Hello anh. Hello Mỹ Linh và xin chào quý vị khán giả của VNA TV. Dạ và kính thưa quý vị, là ngày hôm nay chúng ta chỉ còn có đúng 26 ngày nữa thôi là đã đến ngày bầu cử rồi. Anh có hồi hộp không? Rất là hồi hộp thưa quý vị, rất là hồi hộp. Mặc dù là mình chuẩn bị rất là kỹ tất cả mọi thứ, chương trình đi vận động tranh cử đồ này nọ là Nam Quang với lại cái team của Nam Quang chuẩn bị rất là kỹ, nhưng mà cái vấn đề chính vẫn là cái sự mà support của quý vị. Nếu mà quý vị Nam Quang được sự ủng hộ của quý vị thì Nam Quang chắc chắn là sẽ thắng thưa quý vị. Thành ra quý vị mong quý vị đi bầu và bầu cho Nam Quang. Dạ, và ở trên cái flyer này là quý vị đang thấy là anh được sự endorse của cái tổ chức cứu hỏa phải không? Đúng rồi, và cái đây là một cái tin vui Nam Quang cũng muốn chia sẻ với quý vị là cảm ơn Mỹ Linh đã nhắc là Nam Quang vừa mới được tổ chức hiệp hội của cứu hỏa và cứu thương, họ chính thức họ ủng hộ Nam Quang, tại vì mình đưa ra những cái sáng kiến, những cái kế hoạch cho tương lai mà họ thấy hợp lý và nó sẽ giúp cho cư dân của thành phố Westminster và quận Cam nữa, thành ra là họ quyết định là họ ủng hộ cho Nam Quang thưa quý vị. Thì cái này cũng là một cái tin vui của Nam Quang. Dạ, chúc mừng cho anh. Và kính thưa quý khán giả, quý vị nào ở thành phố Westminster, và năm nay là một cái năm rất đặc biệt của quý vị. Chúng ta đã chia thành phố Westminster ra những địa hạt nhỏ, và quý vị nằm ở trong khu vực nào thì quý vị bầu chọn cho người quý vị khu vực đó. Nên thành phố Westminster có nhiều sự đổi mới của năm nay, và đặc biệt hãy sử dụng lá phiếu của quý vị để bầu chọn cho những người xứng đáng nhất mà quý vị tin tưởng. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết rất quen thuộc cho ngày hôm nay. Và nhất là phải bầu cho ông Trump. Dạ. Dạ đúng vậy, đúng vậy. Cảm ơn quý khán giả, và bây giờ thì là phần dự báo thời tiết, kính mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ thấy là quận Cam của chúng ta có một ngày thứ tư tương đối nóng thưa quý vị, nhiệt độ là 97 độ cho ban ngày và 69 độ cho ban đêm. Và tiếp đến nữa là San Jose là 96 độ cho ban ngày và 67 độ cho ban đêm. Và tiếp theo đó là vùng Houston, Texas là 82 độ cho ban ngày và 60 độ cho ban đêm. Và chúng ta thấy là tại sáng sớm thì sẽ có rất nhiều mây cho vùng Houston. Và qua đến ngày thứ năm, nhiệt độ là 94 độ cho ban ngày và 68 độ cho ban đêm. Hơi nóng cho quận Cam, tuy nhiên sẽ mát mẻ hơn vào ngày thứ tư, và chúng ta sẽ thấy là sẽ có nhiều mây vào lúc sáng sớm. Và tiếp đến đó là vùng San Jose là 97 độ cho ban ngày và 65 độ cho ban đêm, kính thưa quý vị. Và qua đến vùng Houston, Texas là 87 độ cho ban ngày và 64 độ cho ban đêm ở tại vùng Houston, Texas. Và sau đây là bài ca dao mà chúng ta chia sẻ cùng nhau ngày hôm nay, đó là đời người có một gan tay, ai hay ngủ ngày còn lại nửa gan. Ý nói cuộc đời của chúng ta rất là ngắn ngủi, cho nên chúng ta phải tận dụng tất cả những thời gian mà chúng ta có để làm việc và những việc thật là hữu ích. Nếu không là cuộc đời của chúng ta đó, cuộc đời vốn nó ngắn, chỉ có một gan thôi, và chúng ta làm biếng ngủ ngày, không có chịu làm việc thì chỉ còn có nửa gan, cho nên rất uổng phí cuộc đời của mình. Nên đây là một bài ca dao khuyên chúng ta phải chăm chỉ làm việc và phải tận dụng mọi những khoảnh khắc mà chúng ta có trong cuộc sống. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều, và sau đây trở lại với Nam Quang. Vâng, thưa với lại quý vị khán thính giả, thì cái câu ca dao đó mình nghe nó có vẻ nó có lý, nhưng mà thật sự ra là nó không có chính xác lắm. Là khi mà cô Mỹ Linh cổ nói là nó còn lại nửa gan á, thật sự ra mình chỉ còn khoảng chừng 1/4 gan thôi quý vị. Tại vì nguyên cái đời người của mình ngủ hết nửa gan rồi, mình ngủ ban đêm là hết nửa gan rồi, xong còn mình còn ngủ ban ngày nữa là thêm 1/4 gan nữa. Cuối cùng mình chỉ còn lại 1/4 gan thôi. Vậy cho nên còn ngắn hơn nữa hả? Thành ra hả? Cho nên không được ngủ rồi. Cố gắng không có ngủ trưa hả? Cố gắng không ngủ ngày. Dạ, cho nên phải chăm chỉ thôi quý vị. Và sau đây là những con số cập nhật cho coronavirus. Và cả thế giới đến nay có 36.026.796 người đã nhiễm bệnh. Số người đã tử vong là 1.053.925. Và số người đã khỏe mạnh là 27.130.029.
Dạ, và tiếp đến nữa là nước Mỹ của chúng ta cũng như là Ấn Độ, Brazil và nước Nga, Colombia vẫn là năm nước mà có số người nhiễm nhiều nhất ở trên thế giới. Ngày hôm nay thì có giảm đôi chút so với ngày hôm qua. Hôm nay là 38.826 người đã nhiễm bệnh. Số người đã tự vào tại Ấn Độ đó là 72.106 người và tại Brazil là 30.454 và số người tại Nga là 11.615. Nga hôm nay bất ngờ tăng rất là nhiều ngày hôm nay, tăng gấp đôi so với ngày hôm qua. Và tiếp đến nữa là nước Mỹ chi tiết có 7.717.912 người đã nhiễm bệnh. Số người đã tử vong là 215.728 và số người đã khỏe mạnh là 4.926.980. Và tiếp đến nữa là California, Texas, Florida, New York và Georgia là những tiểu bang mà có số người nhiễm nhiều nhất ở tại nước Mỹ. Ngày hôm nay California của chúng ta lần đầu tiên trong nhiều tuần có một con số rất là tốt cho số người nhiễm bệnh. California ngày hôm nay tương đối thấp hơn so với những ngày trước. Hôm nay là 1.654 người đã nhiễm bệnh. Như vậy là số liệu lạc quan đó. Dạ đúng vậy, số liệu lạc quan cho California. Tuy nhiên, Texas lại cao hơn ngày hôm qua. Texas lại cao gần gấp đôi. Texas hôm nay là 4.045 người và Florida là 2.251. New York cũng tăng nhẹ nhẹ là 1.393 người ngày hôm nay. Và chi tiết hơn, California có 837.625 người đã nhiễm bệnh và số người tử vong là 16.229 và số người đã khỏe mạnh là 431.234. Và tiếp đến nữa là chúng ta có Riverside ngày hôm nay là 129, San Bernardino là 122 người, Orange County là 138 và vùng Los Angeles ngày hôm nay là 472. Đây là con số mà phải nói trong rất nhiều tháng luôn, lần đầu tiên có một con số thấp như vậy cho Los Angeles. Orange County là 138 người và số người tử vong là 2 người và số người trong phòng ICU thì lại tăng. Hôm bữa trước là số người thấp nhất trong phòng ICU là 45, hôm nay là 63. Dạ, và đó là những con số cập nhật cho coronavirus. Như vậy là cái con số mà 38.828 người ở trên nước Mỹ bị nhiễm đó là chắc tính luôn, đáng lẽ là 38.826 thôi. Tại vì có tính là ông tổng thống Trump với lại bà Melania đó, thật ra thêm hai người nữa. Vâng, yeah. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị cái tin mừng là tổng thống đã khỏe hơn. Tổng thống Donald Trump đã rời bệnh viện vào ngày hôm qua vào lúc 6:30 chiều và ông nói là ông khỏe hơn bao giờ hết, ông có cảm giác là ông khỏe mạnh giống như là 20 năm trước vậy, thưa quý vị. Và ông cũng nói là mình đừng có quá lo lắng về cái con virus corona này. Thực sự có nhiều người họ nói là nghe cái tin chia sẻ của ông thì họ lại làm ra cái tin đó giống như họ làm cho nó xấu đi. Họ nói là ok, nếu mà như vậy thì đừng có mang mask hay là gì đó để bị bệnh hay sao. Nhưng mà thưa với quý vị là những cái người mà họ ghét tổng thống thì họ cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà tổng thống nói là cái ý của ông á là đừng có quá lo lắng về cái con virus này thôi, đừng có để cho nó làm cho mình, đúng rồi, nó chi phối mình quá nhiều và nó làm nhiều khi mình không có bị chết vì con virus mà mình bị stress quá rồi mình nghĩ quẩn, mình làm mấy việc tầm bậy đó, thưa quý vị. Cho nên đó là cái ý nghĩa qua cái lời chia sẻ của tổng thống thôi. Nhưng mà những cái người mà họ không có thích ông bên Đảng Dân Chủ thì họ cứ xuyên tạc. Thì đó là cái chia sẻ của Nam Quang với lại Mỹ Linh tới quý vị trong cái ngày hôm nay về cái sự kiện mà tổng thống ông tweet ra một cái tweet như vậy. Dạ, và bây giờ là bản tin đầu tiên của ngày hôm nay, thưa anh. Vâng, thưa quý vị, bản tin liên quan đến Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc thì bốn quốc gia này họ đang hội đàm tìm cái chiến lược đối phó với lại Trung Quốc, thưa quý vị. Thì theo AFP, vào hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2020, thì Ngoại trưởng Mỹ cùng đồng nhiệm là ba cái quốc gia đồng minh trong nhóm bộ tứ đó thì có cái cuộc hội đàm tại Nhật Bản. Thì cái hội đàm này họ lại nhằm thảo luận cái mối đe dọa đang gia tăng từ Trung Quốc và các chiến lược để mà đối phó với cái tình trạng này. Thì đây là cuộc hội đàm thứ hai của các ngoại trưởng bộ tứ. Thì theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngoại trưởng các nước đã chia sẻ lo ngại về các hoạt động mờ ám của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Thì các ngoại trưởng Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc cũng thảo luận về các hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19, an ninh trên biển và an ninh mạng. Thì tân thủ tướng Nhật Bản là ông Yoshihide Suga nhấn mạnh đến vị trí trung tâm của quan hệ Mỹ-Nhật và vai trò quan trọng của Bộ Tứ, nhưng đồng thời cũng lưu ý đến tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ ổn định láng giềng là bao gồm Nga, Trung và Ấn Độ, thưa quý vị. Thì đây là lần thứ hai nhóm bộ tứ họp. Nhóm bộ tứ tổ chức cuộc hội đàm cấp ngoại trưởng lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2019 tại New York.
cơ chế bộ tứ mà tên gọi đầy đủ là đối thoại an ninh bốn bên với chủ trương là xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mở cửa và tự do. Dạ, và kính thưa quý vị, và tiếp đến vẫn là những bản tin liên quan đến quốc tế, là Nga đã bác bỏ những cáo buộc về chiến thuật gây áp lực sau một vụ tự sát của nhà báo, chứng tỏ là ở nước Nga bây giờ những nhà báo mà gọi là đi theo hướng đối lập và họ muốn nói những điều trung thực về về nước Nga đó, là họ cũng ở trong cái tình trạng rất là nguy hiểm. Và quý vị đang thấy đó là trên hình ảnh này là cô nhà báo Arina Salavina, tên thật của cô tên thật là Arina Morakhetova, cô đã chết tự thiêu vào tuần trước ở bên ngoài, ở trong một cái khu vực của Bộ Nội vụ thuộc thành phố Zinhi Novgorod, khoảng 248 miles về phía đông của Moscow. Trong một bài tweet vào ngày 1 tháng 10 trước khi cô qua đời, thì cô Slavania đã cho biết căn nhà của cô đã bị đột kích. Và khi mà bắt đầu là Điện Kremlin bị cáo buộc vì đã có những cái chiến thuật gây áp lực đối với các nhà báo trong một cái buổi họp báo thường niên, thì Điện Kremlin đã được hỏi là liệu có cái vấn đề này hay không, thì Điện Kremlin hoàn toàn bác bỏ và nói là đây là từng trường hợp riêng lẻ, và bản thân họ cũng không có biết sự việc gì liên quan tới việc là nhà báo này, nhà của cô đã bị đột kích hay là cô bị theo dõi vân vân, họ đều không có liên quan. Và đó là lời chối gọi là chối đây chối đẩy luôn của Điện Kremlin. Và ngay cả vừa rồi là vụ ông Navalny bị đầu độc, họ cũng chối bay biến luôn, dù là rõ ràng đã tìm thấy cái chất độc ở trong người ông ta, nhưng mà họ vẫn chối. Có cái chuyện họ chối giống như là mấy ông mà đi ra ngoài đường đi xong rồi đi chơi với bồ đó, xong bị bắt gặp xong là về chối khủng khiếp luôn. Chứ nhận sao được, nhận phải chối chứ. Nó là ok, cái thằng nào đó nó giống anh thôi chứ đâu phải là anh đâu, đúng không? Xong rồi nó là cái này chắc lỗi của bố anh hay là mẹ anh, có thằng anh em sinh đôi nó con rơi con rớt đâu giống anh quá trời luôn, phải chối thôi, chối cho tới chết luôn, đem xuống dưới đó luôn. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp là bản tin liên quan đến giải Nobel. Thưa quý vị, thì giải Nobel vật lý được trao cho các nhà khoa học khám phá ra hố đen. Các nhà khoa học Roger Penrose của Anh, Reinhard Genk của Đức và Andrea Ghez của Mỹ đã giành được giải Nobel vật lý năm 2020 hôm thứ Ba ngày 6 tháng 10 cho những khám phá của họ về hố đen. Thì một trong những hiện tượng hố đen là hiện tượng kỳ lạ nhất của vũ trụ mà hiện giờ họ nhiều tất cả những khoa học gia họ chưa có giải thích được. Thưa quý vị, thì ông Penrose là giáo sư của Đại học Oxford được trao phân nửa giải thưởng trị giá là 1.1 triệu đô la cho công trình sử dụng toán học để chứng minh rằng các hố đen là hệ quả trực tiếp của thuyết tương đối ông Albert Einstein. Còn ông Genzo thuộc viện Max Planck của Đại học California Berkeley và bà Andrea Ghez của Đại học California Los Angeles chia nhau nửa giải còn lại về giải thưởng Nobel vật lý năm 2020 là nhờ đã khám phá ra rằng một vật thể vô hình và cực nặng chi phối quỹ đạo các ngôi sao ở trung tâm giải thiên hà của chúng ta. Vật lý là giải thứ nhì trong mùa giải Nobel năm nay sau giải Nobel về y khoa, khi ba nhà khoa học gia là hôm 5 tháng 6 nhờ phát hiện ra bệnh viêm gan dạng bi. Thưa quý vị, dạ đó, và như vậy là hai giải Nobel của năm nay là Nobel về y khoa và Nobel về vật lý thì đã được trao rồi, và chúng ta chờ đợi đến phút cuối cùng giải Nobel hòa bình. Mình cần chờ cái đúng rồi đó. Giải Nobel hòa bình năm nay là tổng thống Donald Trump là được ba người được ba đề cử. Chúng ta chờ cái kết quả. Và thưa quý vị, đến đây thì xin mời quý khán giả vẫn giữ bằng tần 57.3 và 16.10. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.